Dây chân của anh này giờ nó khô cứng lắm rồi. Chân ngắt à, giờ đưa ra là giật. Giờ đưa ra dễ giật cho nó ghen. Vậy là nó không, không à, nó giật rồi ha. À, trời đất. Giật ghê lắm. À, đau hả? Có một mạnh thường quân khác bên Canada có gửi 100 đô Canada thì nó tương đương với lại là 1.750.000 đồng, thì con cũng gửi cho cô An luôn, giữ để mà mua thuốc cho anh Dũng nha. Cô cảm ơn các mạnh thường quân, các người đã quan tâm mẹ con. Cô còn xin cảm ơn nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Cút Chiến Channel. Bây giờ là 6 giờ chiều và Vũ Chiến đang đi dưới trời mưa để đi thăm anh Thành các bạn. Phía trước là chỗ anh Thành đang ở rồi. Bây giờ mình vào xem tình trạng sức khỏe của anh như thế nào rồi nha. Mọi người hãy theo chân Vũ Chiến nhé. Kính thưa bạn, là Vũ Chiến tới khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức rồi nha. Bây giờ mình vào mình thăm coi anh Thành thế nào rồi. Thành thì ở lầu 1, phòng số 6. À, phòng 3 đây nè. Phòng 6 đây rồi. Vào xem anh Thành thế nào rồi nha. Chào anh Thành. Chào cô. Sao rồi anh? Hôm nay thấy sao rồi? Đỡ hơn rồi hả? Bằng đau hả? Đang truyền thuốc. Dạ. Dạ, qua bữa anh thấy về được bữa rồi lại qua lại hả? Hôm qua tối xin về. Tối xin về. Tối xin về rồi ngày lại qua. Sáng đây. Qua. Dạ. 7 giờ qua. Hôm nay thì em cũng ghé thăm cô Dung và anh Dũng á. Anh Dũng Thủ Đức á, anh Dũng bị teo cơ thì hôm nay cô Dung cũng gửi cho anh rất nhiều quà đây nè. Có sữa Ensure, có đường với lại bánh rất nhiều. Để cho cả nhà. Hả? Ở đây là quà của anh Dũng với cô Dung với Thủ Đức gửi á. Ờ, thì cô xin cảm ơn cô Dung với anh Dũng. À. Thôi mình giữ lại xong rồi cho anh uống ra, có sữa Ensure á. Có sữa Ensure nữa. Uống cho nó đủ chất. Bao bên anh thấy trong người thế nào? Nó vẫn đau em ơi. Vẫn đau hả? Để ba lô bỏ đây. À, dạ, bác sĩ mà nói sao rồi ạ? Cái gì kêu uống thuốc không đỡ thì mới nổi thôi. À, uống thuốc rồi, bây giờ anh vẫn đang tiếp tục uống thuốc để mà xem xét cái tình hình sao ha. Uống thuốc xem là cái bệnh nó có thuyên giảm không. À, giờ là đang truyền đạm ha. Truyền đạm thiếu đạm. Thiếu đạm, đây có cái bình truyền đạm đấy các bạn. Quang ngồi chơi luôn con. Con ngồi. Thì hôm trước Chiến có ghé thăm anh Thành thì lúc đó là anh bệnh rất là cũng là xanh xao, bây giờ tay qua đỡ hơn xíu rồi, chắc là đang truyền nước thì nó đỡ hơn tí. Và các bạn thấy không, giờ anh ốm nhom luôn rồi, tay chân là giờ chỉ còn xương sẩu. Hôm nay anh ăn được không cô ạ? Ăn cháo bữa giờ lâu lắm rồi đó. Ăn cháo, hôm nay cũng ăn cháo mà. Cả tuần rồi ăn cháo, cả tuần. Dạ. Mà nó hay đau gì đêm không à, đêm là nó đau. Ngày thì đỡ hơn, đêm nó đau hơn đêm không. Mỗi lần mà đau thì biểu hiện bạn như thế nào cô? Đau thì nó âm ỉ, nó không cảm giác, thì nó âm ỉ thì xoa dầu cho nó rồi xoa. Dạ, này con vào nó thấy cô đang xoa dầu cho anh Thành không? Ừ, chờ không. Thầy kiểu đang xoa bụng. Dạ. Nó xoa cho nó đỡ. Dạ. Đấy, anh thấy khó chịu trong bụng hả anh Thành? Cái hệ tiêu hóa của anh Thành là không được tốt lắm các bạn. Vì mấy hôm trước mà cũng chuyến ghé thăm nhà anh Thành thì thấy là một rất là nhiều thuốc, mà chủ yếu là thuốc về tiêu hóa không. Và vì thế là cái hôm nay mà mình nhập viện chủ yếu là do cái đường tiêu hóa phải không anh? Ừ. Do cái đường tiêu hóa không tốt và bác sĩ nói là phải nội soi để mà mới biết được là bên trong nó bị như thế nào thì mới có cái hướng điều trị. Nhưng mà trước mắt đó, thì anh Thành sẽ được cho uống thuốc để mà theo dõi một tình hình xem có thuyên giảm hay không. Mình nội soi là nó khó chịu lắm phải không anh?
sao nhìn đó giờ nó sốt ruột mệt mấy ngày, hai ngày à, sốt ruột mấy ngày luôn hả? Hai ngày. Nhưng mà bây giờ anh có nội soi lần nào chưa? Rồi ổn lắm, nội soi xong rồi về có nửa năm chưa lại chứ. Vậy hả? Ừ, một lần nội soi là nửa năm không lại? Yếu xì rồi mà xong lè đúng không? Sốt hai ngày rồi cho uống rồi mình cho đi rồi xuống họ còn sốt nữa. Dạ. Yeah. À, nội soi là rất là vất vả các bạn ạ. Vì thế là trước mắt là cứ theo cái hướng dẫn của bác sĩ uống thuốc xem là nó có đỡ không, có thuyên giảm không, rồi mới tính tiếp những cái phiên án tiếp theo. Mà hôm nay trời mưa lạnh không anh? Chỗ này không thấy chăn mền gì ha. Em phải đắp chăn đắp mền vô chứ. Trời mưa là rất là hơi lạnh á. Sáng nay bà ăn uống gì? Hôm nay bà ăn uống gì chưa con? Bà ăn cơm. Dạ. Đây là cô ăn chạy về chăm do à hả? Nay có ăn cái ăn thành về. Dạ. Rồi lo cho bà ăn. Vậy hả? Vậy giờ cũng đi mừng rồi, ha. Chắc giờ đi rồi. Dạ. Vậy chắc cũng mừng. Mà bữa nay có người nào ghé thăm anh không? Hôm qua có chị kia đó. Dạ. Chị rồi. Đến chị kêu cho mượn cái máy để chữa bệnh gì đó. Dạ. Cái máy ion điện. Mà hôm trước là thứ bảy chủ nhật thì bên con giáo nó có qua thăm anh không? Có qua sức này cũng vui ha. Kính thưa các bạn là anh Thành đó, là anh bị như vậy là cũng đã 13 năm rồi. Và thường thì anh ở nhà một mình vậy, cứ nằm vậy, trừ lúc nhập viện thì mới ra bên ngoài đường gặp mọi người như vậy. Chứ còn mà những lúc mà ở nhà thì rất là buồn. Và mỗi khi mà thứ bảy thì cha xứ, thường hồi xưa thì cha xứ, vậy bây giờ thì thầy sẽ xuống mà để mà rước lễ cho anh. Và những lúc đó thì anh được tiếp xúc rất nhiều người, thì thấy là những lúc đó anh rất là vui. Đây, tay chân gần guốc. Cầm điện thoại nổi không anh, hay là chỉ phải bỏ những cái dưới nệm rồi lướt thôi? Mấy bữa nay cầm nổi không? Nhét vô được. Phải có người nhét vô ha, nhét vô xong rồi. Đúng rồi. Vẫn còn cầm được sơ sơ ha. Xong rồi dùng cái chữ tay này nè để mà điều khiển. Đúng rồi. Hôm nay là em ghé cũng trao một số món quà các mạnh thường quân hỗ trợ cho anh ha. Hôm nay thì có bữa trước á, cô Dung với anh Dũng á, cũng đưa cho em 1 triệu để mà giúp cho các mạnh đời bất hạnh, nói thì gặp ai thì giúp. Thì hôm nay anh thấy anh cũng rất là đang cần nên anh đưa, anh gửi cho em 1 triệu của cô Dung với anh Dũng nha. Anh cầm giùm em. Cầm đi. Với lại cầm được đồng. Không cầm được hả? Cô anh cầm giùm con nha. Với lại có một mạnh thường quân khác bên Canada có gửi 100 đô Canada thì nó tương đương với lại là 1.750.000 đồng, thì con cũng gửi cho cô An luôn, giữ để mà mua thuốc cho anh Dũng nha. Cô cảm ơn các mạnh thường quân, các người đã quan tâm mẹ con. Cô xin cảm ơn nhiều. Yeah. Thì mấy bữa nay thì nghe nói không có tiền ăn cháo, bữa trước con ghé thăm mà nói có tiền, không có tiền ăn cháo dinh dưỡng lắm phải không? Ăn cháo nó kêu mua về nhà nó cho trắng ăn, mấy ngày cho trắng luôn. Thôi thì bây giờ cũng có một số mạnh thường quân gửi ủng hộ ít tiền rồi, cứ cô để mua cháo dinh dưỡng cho anh ăn nha. Anh ăn thằng thì ráng ăn nghe, ăn cháo dinh dưỡng vào thì mới đủ sức ha, chứ còn ăn cháo trắng thì làm sao mà đủ sức mà phục hồi được. Ngày nay tiêm thuốc, có ai tiêm thuốc hay là gì không anh? Chỉ uống thuốc truyền đạm. Tại vì anh Thành anh không ăn uống được gì các bạn, nên không có chất dinh dưỡng, nên là buộc phải truyền đạm thôi. Nhưng mà đạm thì nó cũng chỉ là có một số chất nhất định thôi, nên là muốn mà đủ chất để khỏe lại thì cũng phải cố gắng ăn xíu anh. Bình thường một ngày một bữa thì anh ăn được mấy muỗng? Cơm hả? Ăn có một muỗng cơm duy nhất. Một bữa ăn một muỗng cơm. Một muỗng có khi không ăn cơm là ăn rau không. Dạ. Nhưng mà cháo thì sao? Cháo thì ăn cũng được nửa chén hơn. Nửa chén ha. Còn mày là phải cho ăn cháo thì nhiều hơn, chứ còn ăn cơm mà một muỗng thì sao đủ? Có một muỗng cơm thì ăn được cỡ chén rau.
mà ăn cháo thì sẽ tốt hơn các con. Tại vì chưa thực sự thì ăn cơm nó khó tiêu, nó khó tiêu lắm. Ăn cháo thì nó cháo nhuyễn rồi, nó dễ tiêu hóa hơn. Ăn cháo rất yếu lắm. Dạ. Yeah. Nhưng mà cũng phải luyện cho ăn gì đó cho luyện cho cái hệ tiêu hóa nó tốt lại. Mấy hôm nay mà trời lạnh như vậy hả? Mà không có đắp chăn này có thấy lạnh không? Đâu cảm giác đâu. À, không có cảm giác. Cũng cảm giác không biết lạnh. Các bạn thấy không? Anh Thành là anh mất, anh đi té từ trên cao xuống và anh bị tổn thương cái đốt sống cổ. Dẫn đến là anh bị liệt từ cái khúc ngực cho xuống á. Giờ mình đánh vậy này, anh không có cảm giác được đâu, mình đánh vậy này. Mình sợ ví dụ người thường sẽ biết, sẽ cảm nhận được, chứ còn anh thì mình sợ anh không có biết gì hết. Ví dụ anh nhìn thấy là anh biết mình đang đụng vào anh thôi, còn anh mà nhắm mắt là anh không biết mình đang đụng anh đó luôn á. Thì chân của anh này giờ nó khô cứng lắm rồi. Cứng ngắc à, giờ đưa ra là nó giật. Giờ đưa ra dễ giật con ghê. Vậy là nó không à, nó giật ra ha. À, trời đất. Giật ghê lắm. À, đau hả? Giật. Vậy là nó đang có triệu chứng co chân lại á. Thì con rút cái cơ chân á. Khi nào về ở nhà thì cô tập cô lôi ra. Dạ. Yeah. Lôi ra thì nằm ngay thì nó đỡ. Còn ở đây cái giường nắng. Lôi nhiều vậy anh Thành có đau không? Không đâu, à đâu có cảm nhận gì được đâu hả? Đâu cảm nhận gì đâu, à, đâu. Không có cảm nhận gì. Nhưng mà các bạn thấy không, cái chân của anh là mình thấy rồi, nó đang có triệu chứng là bị co lại. Đang rút những cái cơ này, có những cái cơ, thơ cơ nó đang rút lại. Khi nào cô về nó, cô mua một ít gừng á, rồi nấu lên, bóp chân, bóp tay cho anh, cho nó giãn cái cơ ra, mặc dù anh không cảm giác. Tốt lắm con. Cô để gừng, một ít gừng sắc mỏng, sắc hoặc là đập nhuyễn ra, xong rồi cô để lửa liu riu trong khoảng 15 phút hoặc là 10 phút gì đó cho nó ra trên chất gừng đó, để nước ấm thì cô lấy khăn lau cho anh. Rồi nếu mà có nhiều nước đổ ra cái tô cho anh ngâm tay ngâm chân, rồi cái tay anh đang xài điện thoại á, cái tay gì ngâm gì nó giật cái đồ hết chứ. Coi nếu mà ngâm được thì không sao, ngâm cho nó giãn cái tay ra nó thoải mái. Tại cái tay anh đang cần, rất là cần để mà dùng điện thoại. Giờ cái tay thì dạ. nó đâu ra nữa, nó queo vậy luôn. Dạ, không biết là nó không ra nữa rồi, không có dùng nó được. Nhưng mà được. Ngâm thì giúp cho cái cơ này, cái cơ dưới này của anh nó giãn ra và nó thoải mái lắm. Ngâm nước gừng nó thoải mái lắm. Thì con để ý nhiều người bị teo cơ, người ta cũng ngâm mà rất là tốt ha. Cô ăn coi nhà gừng thì nó chắc không có mắc lắm. Đập dập ra, xong rồi bỏ vô một cái nồi á. Liu riu thôi, đừng có để lửa lớn quá nha con. Để cô để liu riu cho nó cái chất trong nước gừng nó ra, nó rất là tốt cho cơ thể. Tối lại xin về anh Thành, tối nay lại về nhà ngủ bữa. Vô nước xong là xin về, xin thuốc hồng để ngủ. Có xe lăn không hay là cô bé vậy? À, có xe lăn đó hả? Đó thấy không, bữa mà cho cái xe lăn là giờ không có gì đi rồi đó. Bữa còn đòi cho cái xe lăn cho. À, còn hai chứ hả? Còn đó. Nó cho người ta cho cái nệm hơi, nó cho mất tiêu. Dạ. Yeah. Ừ. Ráng giữ sức khỏe nha anh. Ăn uống vô. Tay đang tìm, đang truyền nước nó sưng nữa mà. Ngoài trời thì đang mưa rất là to. Ở đây thì có cái khung công viên rất là đẹp này. Hồi xưa mà lúc mà anh Thành anh còn khỏe là anh hay ra đây lắm. Anh ra đây để mà cầu nguyện. Đó, mọi người thấy không? À, trước này có một cái hồ sen luôn. Cái hồ sen và Trượng Chúa nhân tay. Thì những cái lúc mà rảnh rỗi thì anh Thành hồi xưa mà khỏe mạnh là anh cứ hay ra ngồi ngay mấy ghế đá này. Được cô An đưa ra ngồi mấy ghế đá này để mà cầu nguyện. Bây giờ anh yếu lắm rồi, không có ra nổi đúng không? Đẹp ha. Dạ, anh nằm đây được từ hôm thứ bảy, thứ sáu ha. Được một tuần rồi. Và bác sĩ vẫn đang nói là đang theo dõi uống thuốc, theo dõi. Thì hôm nay con cũng tranh thủ cái thời gian đang rỗi buổi chiều á, con chạy xuống thăm anh Thành nó qua một xíu. Và con cũng hy vọng là anh Thành cố gắng lên ha. Còn cô An thì cũng cố gắng lên để mà chăm sóc cho anh Thành. Cô là cái trụ cột cũng như là cái hy vọng cuối cùng của anh Thành á. Dạ. Thôi bây giờ cũng chiều rồi, thế là con xin phép cô An với anh Thành về để làm nữa. Anh Thành ở lại nha.
giữ sức khỏe nha anh. Để đợt sau rảnh rồi em lại ghé vào em thăm anh nha. Chào tất cả mọi người, chào mọi người đi qua. Hôm nay Quốc Chiến ghé thăm cô Dung á, và anh Dũng thì cô Dung và anh Dũng cũng gửi rất nhiều quà cho anh Thành này mọi người. Đây là có sự ensure. Thì lúc mà anh ăn không được á, cô pha một cho anh một cái ly nhỏ nhỏ thôi. Thì ensure thì rất là giàu chất dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. Thì nha, cô pha một chút rồi anh Thành ráng uống. Ở đây có bán đậu xanh nữa. Bán đậu xanh thì cũng rất nhiều protein. Với lại không biết anh Thành có ăn kẹo không mà cô Dung nói là nghĩ là anh á, anh nằm ở đây một mình anh buồn, để cho anh một bọt kẹo để ngập cho vui nè. Nên là cô cũng, cô Dung đó hỏi thăm anh nhiều lắm. Và cô rất là muốn đi thăm anh nhưng mà cô còn có người con anh Dũng á, đang bị bệnh, phải ở nhà chăm cho con. Khi nào mà anh Dũng khỏe là cô sẽ xuống thăm anh. Thì cô sợ anh buồn. Cái cô chuẩn bị cho anh một cái bọt kẹo cứng này để anh ngậm cho đỡ buồn. Yeah, ngậm kẹo này á phải đánh răng thường xuyên đó, không là sâu răng á. Ủa trời ơi, một ngày ngậm nước muối 2-3 lần. Vậy hả? Đây, đây có sữa tươi nè, sữa tươi mà sữa tươi bình thường thôi. Mà cái này khi nào anh khỏe hẳn rồi hãy uống nhiều. Cái này không uống nhiều nó cũng không, khi mà hệ tiêu hóa nó không tốt thì không nên uống nhiều. Có nước yến đó, bây giờ cô An lấy cho anh lọ nước yến uống đi cho nó khỏe nha. Còn này là đường thôi. Đường đi. Cô đi lấy cái ống hút. À, phải có cái ống hút hả? Con uống lon nước yến cho nó khỏe người. Tối nay uống nước yeah. Không, uống nước cơ lọc không thì sao không có thích gì. Ráng uống nha. Đờ, ngon quá. Cô Dung gửi cho anh á, cô Dung nói là với anh Dũng á, cũng gửi lời với em là nói là anh Thành cố lên. Xin anh... cảm ơn cô Dung với anh Dũng. Chúc anh Dũng sớm khỏe lại. Anh Dũng thì anh đang rất là cố gắng và anh đang trên cái chiều hướng hồi phục. Và anh nói là khi nào mà anh đi được á, anh Dũng thì anh đang tập co duỗi cái chân ra, tại vì cái cơ của anh Dũng ở chỗ này đang Thành. Và anh Dũng đang bị co lại, nó rút lại cả tay đỡ hơn mà chân không, anh co lại mà không đi. Bây giờ anh đang so bắp gừng với lại rượu gừng với lại tập duỗi ra từ từ. Thì chắc là khoảng 6 tháng nữa thì anh sẽ khỏe hẳn. Anh nói là khi nào anh khỏe là anh sẽ theo em đến để thăm anh. Và anh cũng có những cái lời, anh có nhiều cái lời động viên anh lắm. Và em sẽ có những cái video em đăng lên nha, anh nhớ đón xem nha. Anh Dũng anh rất là quan tâm tới cái hoàn cảnh của anh. Tại vì bản thân anh Dũng anh cũng nằm liệt giường á, 7 tháng không có ngồi dậy được. Thì bây giờ chữa bệnh thì bây giờ anh đỡ rồi, anh bắt đầu anh ngồi dậy được rồi, anh đang tập luyện. Nên anh thấu hiểu cho cái hoàn cảnh của anh là phải nằm như vậy trong suốt 13 năm á. Anh hiểu không? Và anh rất là thương anh. Và anh Thành cũng cố lên nha. Đừng có phụ lòng anh Dũng ha. Bây sau thì khi anh Dũng khỏe hơn thì em sẽ dắt hai mẹ con luôn qua thăm anh Thành với cô An nha.